Chuyển sang thông tin quốc tế, Nga cho biết là quốc gia này đã nối lại hoạt động bơm dầu quanh nhánh phía nam của đường ống Drupa bắt đầu từ lúc 14 giờ chiều ngày 10 tháng 8 theo giờ Moscow sau khi tranh cãi liên quan đến việc thanh toán phí trung chuyển đã được giải quyết. Nga cho biết đã nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU. Trước đó, công ty Transneft chịu trách nhiệm cung cấp dầu của Nga cho EU thông báo việc thanh toán tiền vận chuyển dầu mỏ cho phía Ukraine đã bị chặn lại do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Do không nhận được các khoản thanh toán, nên công ty dầu khí nhà nước Ukrnafta của Ukraine đã ngừng bơm dầu của Nga qua nhánh phía nam của đường ống Drupa tới EU. Tuy vậy, tập đoàn năng lượng MOL của Hungary đã đề xuất trả phí trung chuyển dầu mỏ thay cho Transneft. Lệnh cấm hoàn toàn của Liên minh châu Âu EU đối với than nhập khẩu từ Nga đã bắt đầu có hiệu lực từ đêm ngày 10 tháng 8, vào thời điểm mà EU đang vật lộn với chi phí năng lượng tăng vọt sau khi xung đột tại Ukraine đã diễn ra. Hồi tháng 4, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU đã đồng ý lệnh cấm vận than của Nga trong động thái đầu tiên của họ nhắm vào mục tiêu xuất khẩu năng lượng quan trọng của nước này. Biện pháp này phải chịu thời gian gia hạn 120 ngày trước khi thực hiện đầy đủ để cho phép các hợp đồng đã có từ trước được thực hiện. Như vậy, kể từ đêm ngày 10 tháng 8, lệnh cấm hoàn toàn đối với than nhập khẩu từ Nga sẽ chính thức có hiệu lực. Cho đến năm ngoái, EU đã nhập khẩu khoảng 45% lượng than ước tính trị giá khoảng 4 tỷ euro, tương đương khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ từ Nga. Lệnh cấm vận đối với Nga đã thúc đẩy EU đẩy mạnh nhập khẩu từ các nguồn khác, bao gồm Mỹ, Australia, Nam Phi và Indonesia. Ngày 11 tháng 8, thì truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 tại nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định nước này đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào lãnh thổ Triều Tiên, qua đó bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở cấp độ cao nhất, tuy nhiên cũng khẳng định Triều Tiên phải duy trì hàng rào chống dịch mạnh mẽ từ nay cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chấm dứt. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong suốt hơn một tuần qua. Hiện cơ quan phòng dịch Triều Tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan, tăng cường sự liên thông, hỗ trợ và hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực trong chiến dịch phòng dịch trên cả nước. Cũng trong ngày 10 tháng 8, thì Nhật Bản ghi nhận tới 250.403 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục theo ngày, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ quá tải đối với hệ thống y tế do bùng phát làn sóng dịch mới. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Nhật Bản, chủ yếu do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh. Tổng số ca mắc mới trong ngày 10 tháng 8 thậm chí còn vượt mức kỷ lục 249.830 ca ghi nhận ngày 3 tháng 8. Đã có 20 trong tổng số 47 tỉnh thành ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao chưa từng có. Trong đó, thủ đô Tokyo tới 34.243 ca, hai tỉnh Osaka và Aichi lần lượt là 23.730 ca và 18.862 ca. Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết, trên cả nước đã có thêm 251 ca tử vong vì căn bệnh này. Số ca COVID-19 phải nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng tăng 16 ca so với ngày 9 tháng 10 lên 597 ca, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh ghi nhận trong mùa hè vừa qua, hơn 2.000 ca bệnh nặng trong nhiều tuần. Số ca mắc đậu mùa khỉ tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 15 ngày. Hiện số ca tại Mỹ đã chiếm gần 30% tổng số trường hợp ghi nhận trên toàn thế giới. Các chuyên gia dự báo, tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ sẽ sớm trở nên xấu đi do năm học mới dự kiến bắt đầu trong những tuần tới. Báo cáo hàng tuần tại Mỹ cho thấy 99% ca bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ là ở nam giới. Cũng theo báo cáo, 94% số nam giới mắc bệnh từng tiếp xúc thân mật hoặc có quan hệ tình dục đồng giới trong vòng 3 tuần trước khi biểu hiện triệu chứng. Mỹ đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tuần trước, trong nỗ lực tăng cường phản ứng của nước này để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh. Tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Theo thống kê của Reuters, cho đến nay 26.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại 80 quốc gia không lưu hành loại virus này trước đó. Tại Trung Quốc, thì thị trường việc làm đang trong thời kỳ được gọi là u ám, tình hình khó khăn đến mức những người có bằng cấp cấp cao cũng không tìm được việc làm. Một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường việc làm Trung Quốc rơi vào thời kỳ u ám được cho là do hậu quả của đại dịch COVID-19 và những biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Theo Viện Nghiên cứu Việc làm Trung Quốc và website tìm việc jobin.com, cứ mỗi cơ hội việc làm lại có gần 2 người mới tốt nghiệp cạnh tranh để giành lấy. Các lần phong tỏa đóng cửa liên tiếp ở Thượng Hải và các trung tâm công nghiệp khác đã làm gián đoạn thị trường lao động truyền thống. Tỷ lệ thất nghiệp ở những người độ tuổi từ 16 đến 24 được công bố chính thức trong tháng 6 ở Trung Quốc là gần 20%. Còn thống kê được tiến hành từ cuối tháng 3 đến tháng 4 thì cho thấy
1/3 số công ty được hỏi cho hay họ dự định giảm tuyển dụng người mới tốt nghiệp. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tiếp tăng lãi suất điều hành 4 lần chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm nay. Mức tăng lãi suất ngày 27 tháng 7 tiếp tục ở mức là 0,75 điểm phần trăm. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 28 năm qua và diễn ra trong 2 lần tăng liên tiếp. Đồng đô la Mỹ quốc tế tăng giá mạnh từ đầu năm 2022 đã khiến cho đồng tiền của nhiều nền kinh tế lớn và đang phát triển mất giá mạnh, trong đó có cả đồng tiền Việt Nam, tác động trực tiếp tới chính sách tiền tệ cũng như là lãi suất của đồng tiền Việt Nam. Tính chung 6 tháng năm 2022 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm nay ước tính xuất siêu 710 triệu đô la Mỹ, trong đó thì Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng vừa qua, với kim ngạch đạt 55,96 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra thì thị trường EU đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 22%. Thị trường của chúng tôi chủ yếu là thị trường Mỹ, thì ra là về việc tăng giảm đồng đô thì nó sẽ có lợi cho chúng tôi. Nhưng ngược lại thì bởi vì doanh nghiệp chúng tôi cũng là một trong doanh nghiệp nhập khẩu rất là nhiều đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều cho cái việc nhập khẩu đó, thì chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn về cái việc thanh toán đồng đô la cho các đối tác ở nước ngoài. Theo quan điểm của tôi thì nửa cuối năm nay với cái việc ảnh hưởng rất là lớn từ chiến tranh Nga-Ukraine thì chưa thể nào sớm chấm dứt. Và các nước phương Tây thì cũng đang cố gắng hết sức để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến này. Thì tôi tin rằng thì cái việc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào cuối năm 2022 sẽ giảm nhiều. Và chúng ta cũng phải tìm chuẩn bị cho những cái kịch bản xấu trường hợp mà cuộc chiến tranh này vẫn tiếp diễn. Mọi người sẽ theo dõi cái diễn biến như vừa rồi nó xảy ra cái chuyện mà tình trạng là tỷ giá ngoại tệ đô la Mỹ nó tăng lên chóng mặt. Thế thì cái việc mà xuất khẩu đi là chắc chắn bị ảnh hưởng. Vì đối với cái
nhà nhập khẩu thì ở nước ngoài thì họ phải chịu một cái giá tăng lên gấp 1/3 lần so với cái tỷ giá trước đây. Vậy thì họ phải tính toán rất kỹ, vì một container trước đây họ chỉ có mất 50.000 thôi đô, nhưng bây giờ họ lại phải mất đến 65.000 chẳng hạn. Thì đó là một cái điều mà họ cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Cái tình hình hiện nay ở các cái nước, các cái nền kinh tế phát triển, nhất là ở Mỹ và EU đó, thì do cái diễn biến cái địa chính trị phức tạp và cái cuộc xung đột Nga Ukraine, nó làm cho cái lạm phát ở các cái nền kinh tế lớn đang ở cái tỷ lệ rất là cao, chưa từng có trong nhiều chục năm gần đây. Và cái việc mà tỷ lệ lạm phát cao như vậy là nó thể hiện là cái mặt bằng giá cả trong cái nước đó là tăng lên rất là lớn, nhất là những cái mặt hàng liên quan đến đời sống tiêu dùng như là nhiên liệu, năng lượng, các cái mặt hàng mà tiêu dùng, cũng do cái tác động chung của cái diễn biến của cái giá xăng dầu, giá nhiên liệu nó tăng lên. Và tăng lên như vậy thì nó tác động đến cái nhu cầu tiêu dùng của ở các cái nước phát triển, mà những cái nước đó là thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Thời gian qua thì tín dụng đen tiếp tục lộng hành, gây sự sợ hãi cho người vay, hệ lụy kéo theo là nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Đây được xem là một trong những vấn đề được đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bọn cho vay nặng lãi buộc bên đi vay phải sang tên quyền sở hữu nhà, tài sản hoặc là quyền sử dụng đất như là một biện pháp để thế chấp, cầm cố hoặc là để làm tin. Đến khi người đi vay không thể trả được nợ do lãi mẹ đẻ lãi con, thì bọn chúng sẽ đi sang nhượng nhà đất tài sản đó cho người khác mà chủ sở hữu, chủ sử dụng không thể đứng ra ngăn cản được. Và các cơ quan chức năng cũng rất khó trong việc thu thập chứng cứ để xử lý. Trước thực trạng trên, Bộ Công an có những giải pháp gì để đấu tranh xử lý trong thời gian tới? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng công tác đấu tranh xử lý loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn, khó xác định đâu là dân sự, đâu là hình sự, bởi hoạt động cho vay thông thường và hoạt động tội phạm, ranh giới thường rất mong manh nên dễ bị bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, Bộ sẽ tăng cường các giải pháp để xử lý các đối tượng này. Chúng tôi tiếp tục duy trì cái khí thế tấn công, chấn áp mạnh mẽ các tội phạm, cái vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen hiện nay, tăng cường tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức của người dân, thường xuyên cảnh báo các cái phương thức thủ đoạn hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi để nhân dân phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng để đẩy mạnh các cái biện pháp làm sao cho những người dân có thể tiếp cận được với cái nguồn vốn vay của các cái tổ chức tín dụng của ngân hàng một cách nó cũng thuận lợi hơn nữa. Khẳng định ngân hàng đã ban hành đồng bộ quy định pháp lý về tín dụng cho khách hàng vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng cũng có những thỏa thuận khi vay. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng ngân hàng không thể biết nguồn trả nợ của khách hàng được lấy từ nguồn nào hay từ tín dụng đen. Trường hợp thì khách hàng không đề nghị gia hạn nợ mà có thể là đi vay mượn tiền, có thể từ người thân và có thể là từ gia đình. Hay như trường hợp của đại biểu phản ánh là có thể là cũng vay là từ cái nguồn tín dụng đen. Trên thực tế thì các tổ chức tín dụng khó có thể biết được là cái tiền đó là từ đâu để mà khách hàng trả nợ. Cho nên rằng là khi có cái nhu cầu vay vốn thì người dân cũng nên là tiếp cận vay vốn từ các kênh chính thức. Thực tế cho thấy vẫn tồn tại hình thức vay đảo nợ để khách hàng có tiền trả vào ngân hàng và việc này khó có thể đánh giá được chính xác tình hình tài chính của khách hàng. Góc khuất này cũng đã tiếp tay cho tín dụng đen phát triển. Tuy nhiên, dù các cơ quan chức năng đã chính thức tuyên chiến và triển khai hàng loạt các giải pháp mạnh tay xử lý loại tội phạm này cũng như cảnh báo người dân, nhưng tín dụng đen với mạng lưới chân rết vẫn núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc đối phó với các cơ quan chức năng. Hậu quả là hàng loạt các vụ án liên quan đến tín dụng đen đã xảy ra và người dân vẫn là đối tượng chịu thiệt. Sáng ngày 11 tháng 8 tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết là qua tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng cho thấy các tháng cuối năm nay dự kiến tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và thể hiện ở 5 nhóm vấn đề. 5 nhóm vấn đề Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra bao gồm: thứ nhất, giá xăng dầu nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao làm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành gói thầu xây dựng tăng từ 18 đến 30% theo từng thời điểm, chi phí logistics tăng cao từ 3 đến 5 lần. Thứ hai, tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ trong một số ngành và địa phương, đồng thời quyết định tăng mức lương tối thiểu vùng cũng tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp. Thứ ba, việc tiếp cận tín dụng, huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh vẫn là một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp. Thứ tư, biến động bất lợi ở cả phía cung cầu.
Thứ năm, một số vướng mắc rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết triệt đề để gây cản trở, làm tắc nghẽn hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đây là vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp liên tục phản ánh trong các hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp trước đó, là điều mà doanh nghiệp mong mỏi nhất từ phía các cơ quan chính quyền hơn là hỗ trợ từ tài chính khác. Tuy nhiên thì vẫn chưa được giải quyết thực chất và triệt để. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là hết tháng 7 năm nay thì cả nước có khoảng 871.000 doanh nghiệp đang hoạt động, có phát sinh thuế, tăng gần 13% so với năm 2019. Theo báo cáo của các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, hiện nay thị trường doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường nội địa trong số các ngành, phục hồi trên 75-85% so với thời điểm trước dịch bệnh COVID-19. Doanh thu trong hai quý đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, một số ngành còn cao hơn so với kỳ trước dịch. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách phát triển, bắt kịp với các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Trong kịch bản thấp, thu nhập bình quân đầu người dự báo đến năm 2030 đạt hơn 7.000 đô la Mỹ mỗi người, đến năm 2040 đạt khoảng 13.000 đô la Mỹ mỗi người và năm 2050 đạt khoảng 25.000 đô la Mỹ mỗi người. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kịch bản này có khả năng xuất hiện cao hơn do đòi hỏi đẩy mạnh cải cách không nhiều, cơ bản theo xu hướng đã diễn ra trong giai đoạn 2011-2020. Trong kịch bản phấn đấu, dự báo đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ, đến năm 2040 đạt hơn 14.500 đô la Mỹ, năm 2050 đạt khoảng 32.000 đô la Mỹ. Ở kịch bản này, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2040 sẽ tương đương ngưỡng thu nhập cao. Tuy vậy, mức phấn đấu trong 10-20 năm này cũng chỉ bằng nhiều nước Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Bộ Công Thương cho biết là tăng trưởng xuất khẩu có đóng góp tích cực từ việc là thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Vì thế thì doanh nghiệp cần chủ động đẩy mạnh khai thác thị trường này. Theo Bộ Công Thương thì cơ hội không tự nhiên đến nếu không chủ động tiếp cận thị trường và tiếp cận bạn hàng. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát khá tốt thì cơ quan nhà nước, các hiệp hội ngành hàng cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, đối phó và đẩy mạnh phổ biến thông tin về những cam kết trong CPTPP cũng như là các vấn đề liên quan tới quy tắc xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động kết nối và tìm kiếm các đối tác cũng như là giới thiệu các sản phẩm của thị trường với các nước tham gia CPTPP thay vì đợi các đối tác tự tìm đến mình. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 8, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 7 kể từ ngày 16 tới ngày 31 tháng 7 đạt 30,4 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 0,6% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7. Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm nay đạt 433,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 1,08 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo của cả nước đạt 4,19 triệu tấn, tương đương trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% về lượng và 9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục dù thế giới đang có nhiều biến động. Các chuyên gia đánh giá mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 là hoàn toàn khả thi, thậm chí vượt kế hoạch mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra. Bộ Công Thương mới đây đã đưa ra dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam với nhu cầu sử dụng than tiếp tục tăng, đạt đỉnh vào năm 2030-2035. Việt Nam sẽ phải tăng nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước. Dự báo nhu cầu sử dụng than của Việt Nam sẽ khoảng từ 94 tới 97 triệu tấn vào năm 2025 và tăng lên đạt đỉnh vào khoảng 125 tới 127 triệu tấn vào năm 2030. Đến năm 2045, nhu cầu than sẽ giảm còn 73 tới 76 triệu tấn một năm. Bộ Công Thương cho biết, dự kiến khả năng huy động than tăng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 đạt từ 43 tới 47 triệu tấn than thương phẩm một năm, sau đó giảm dần vào giai đoạn 2035-2045 còn khoảng 45 triệu tấn than. Từ 15 giờ ngày 11 tháng 8 thì Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo đó thì mỗi lít xăng đã giảm thêm hơn 900 đồng. Dầu cũng hạ từ 1.000 đến 1.210 đồng trừ dầu ma rút. Điều chỉnh mỗi lít xăng RON 953 giảm về mức là 24.660 đồng, tức là giảm 940 đồng. Xăng E5 RON 92 có mức giá mới là 23.720 đồng, giảm 900 đồng. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 6 đến nay và đưa cho giá mặt hàng này về tương đương với hồi tháng 10 năm 2021.
Mới đây, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương báo cáo việc bổ sung giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Theo đó, thì Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đề nghị các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác định nhận đăng ký website cung ứng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh cập nhật hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Việc cập nhật tiến hành trực tuyến qua website online.gov.vn. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất là 1 triệu căn ở nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Để thực hiện các mục tiêu, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 8 các nội dung, các dự án đang triển khai, các dự án đã có vị trí, có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai, các vị trí quỹ đất, quy hoạch nhà ở xã hội lập kế hoạch triển khai. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong 7 ngày gần đây, số ca mắc mới và số ca nặng nhập viện liên tục tăng so với tuần trước đó. Cụ thể thì trong tuần từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8, trung bình mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 144 ca mắc COVID-19 mới, trong khi 7 ngày trước trung bình mỗi ngày số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận là 134 ca, tương ứng với số ca mắc mới gia tăng và số ca nhập viện cũng như là có xu hướng trở nặng tăng lên. Nếu như 7 ngày trước đó trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận từ 18 ca nặng trên một ngày, thì trong 7 ngày qua số ca nặng nhập viện đã tăng gấp đôi lên 35 ca một ngày. Theo báo cáo cập nhật hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu báo cáo ngày 10 tháng 8, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua thì Việt Nam lại được đưa trở lại danh sách các nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Nếu xét riêng các nước thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, WHO xếp nhận Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các nước có số ca mắc mới nhiều nhất, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên thì Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong mới nhất trong khu vực này. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Theo Ngân hàng Nhà nước thì hỗ trợ lãi suất không chỉ dành cho các khoản vay mới. Nga nối lại hoạt động cung cấp dầu mỏ cho EU. Nhật Bản số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có. Mục ống kính Tâm Chấn, áp lực từ lãi suất tới xuất nhập khẩu Việt Nam. Đối mặt với việc là cạn dùm tín dụng thì nhiều ngân hàng kỳ vọng là Ngân hàng Nhà nước sẽ nới thêm để có dư địa đẩy mạnh cho vay, trong đó thì có gói hỗ trợ lãi suất 2% vào dịp cuối năm. Về vấn đề này thì Ngân hàng Nhà nước cho biết là việc áp dụng hỗ trợ lãi suất không chỉ cho các khoản vay mới mà cho tất cả các khoản vay đủ điều kiện để giải ngân từ đầu năm. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy là tính từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay đối với 8 đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất 2% đã lên tới 2,8 triệu tỷ đồng, con số không nhỏ. Chương trình hỗ trợ lãi suất lần này có quy mô lớn triển khai trên toàn quốc và số lượng ngân hàng tham gia khá là nhiều, nên để thực hiện thành công và có sức lan tỏa đến toàn nền kinh tế cùng với Ngân hàng Nhà nước thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương cũng như là các cơ quan trung ương, địa phương, ngân hàng thương mại và khách hàng. Theo phân tích của FinPro và Vietdata, cho tới cuối tháng 7 năm nay thì các trụ cột quan trọng của thị trường vốn gồm cổ phiếu và trái phiếu của doanh nghiệp vẫn chưa thực sự được khởi sắc. Theo đó thì nhu cầu vốn cho nền kinh tế đang dồn cả lên vai của ngân hàng, trong khi ngân hàng cũng đồng thời phải đáp ứng các mục tiêu khác về ổn định kinh tế vĩ mô. Hội đồng tư vấn tài chính chính sách tiền tệ quốc tế cũng như là các chuyên gia nhận định đây là bài toán rất thách thức đối với điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh hiện nay. Và điều hành chính sách tiền tệ là phải làm sao vừa góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng, duy trì đà phục hồi, song vẫn kiểm soát được lạm phát và để góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo các chuyên gia của SSI Research, thị trường mới ổn định hơn. Tỷ giá đi ngang cùng với việc lãi suất liên ngân hàng tạo mặt bằng mới cho thấy là những can thiệp vào thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã phát huy tác dụng. Theo SSI Research, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã rút ròng hơn 1.000 tỷ đồng thông qua kênh mua bán tín phiếu. Xét trên biểu đồ khối lượng giao dịch tín phiếu hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước đang có xu hướng can thiệp ít hơn vào thanh khoản hệ thống ngân hàng qua kênh này. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở cũng đã có xu hướng ổn định hơn vào cuối tháng 7. Lãi suất cho vay Việt Nam đồng liên ngân hàng phiên gần nhất ngày 8 tháng 8 ở mức là 4,42% trên một năm với kỳ hạn qua đêm và 4,49% trên một năm với kỳ hạn một tuần, tăng 0,06 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm và giảm 0,07 điểm phần trăm ở kỳ hạn một tuần so với cuối tuần trước. Ngoài ra, trong tuần trước, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng được giao dịch ở mức 23.389 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 0,2% so với cuối tuần, nhưng vẫn thấp hơn mức bán của Ngân hàng Nhà nước là 23.400 đồng trên một đô la Mỹ. Tỷ giá đồng đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch trong phiên ngày hôm nay như thế nào? Mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng giảm trái chiều.
Theo công bố của Vietcombank, giá các loại ngoại tệ mạnh khác ghi nhận xu hướng tăng. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 9 tháng 8 với kỳ hạn qua đêm là 4,29%, một tuần là 4,52%, một tháng là 4,89% và 3 tháng là 4,95%. Sau đây là thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều ngày hôm nay. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán TPS, kết thúc 7 tháng đầu năm 2022, P/E trailing của VN Index hiện quanh mức là 12,8 lần, thấp hơn rất nhiều so với mức P/E trung bình của 5 năm là 16,1. Công ty chứng khoán Tiên Phong đánh giá tăng trưởng EPS của toàn thị trường dự kiến trên 20% cho cả năm 2022 và mức P/E forward định giá hiện tại chỉ tương đương 11,5x. Trong tháng 8 năm 2022, đội ngũ phân tích TPS đưa ra 3 kịch bản về biến động của thị trường với kỳ vọng đa giảm của VN Index đã kết thúc. Thêm vào đó là kịch bản này dựa trên nhận định của các thông tin tiêu cực đã bão hòa và khó có các cú sốc thông tin lặp lại như giai đoạn đầu năm này. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp trên 3 kênh đầu tư lớn năng lượng, kim loại và vàng. Các nhà đầu tư bán tháo đồng đô la Mỹ khi Mỹ chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 không thay đổi so với tháng 6. Chỉ số CPI tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, con số thực tế thấp hơn so với dự kiến tăng 8,7%. Tháng 6, chỉ số CPI đã tăng 9,1%. Mặc dù lạm phát tháng 7 đã giảm so với tháng 6, nhưng vẫn đứng ở mức cao. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất tăng lên. Chỉ số US Dollar Index tăng 0,11 điểm lên 105,33 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm vào đầu giờ giao dịch châu Á ngày thứ năm do các nhà giao dịch dự đoán nguồn cung dầu thô vào thị trường nhiều hơn cùng với nhu cầu yếu hơn. Giá dầu thô Brent giao sau giảm 53 cent tương đương 0,5% xuống 96,87 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giảm 61 cent tương đương 0,7% xuống 91,32 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng đã giảm vào hôm thứ năm do đồng đô la Mỹ và lợi tức kho bạc tăng trở lại sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ ra rằng các đợt tăng lãi suất tích cực bất chấp các dấu hiệu làm chậm lại lạm phát của Mỹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.788,07 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,5% xuống 1.805,10 đô la Mỹ một ounce.